giờ tính cái cách nào để mà sử dụng làm sao cho nó đỡ tốn kém chi phí thì thiệt. À, tía ơi. Gì? Con có cách rồi nè tía. Cách gì? Tía, hay là bây giờ á mình gắn năng lượng điện mặt trời đi tía. Mặt trời làm sao? Là vậy nè tía, con coi trên mạng nghe người ta nói á, khi gắn năng lượng điện mặt trời á, nó có cái tấm phát quang á, phát điện ra vậy nè tía, là nó sẽ hút điện vô trong này nè, mình vừa sử dụng ha, vừa tiết kiệm mà vừa bảo vệ môi trường nè mà an toàn nữa tía. À hen, vụ này có lý à. Dạ. Sao không rồi ta không nghĩ ra vụ này ta. Đúng rồi đó, gắn cái đó đỡ tốn kém lắm đó. Tía. Hả? Nghe nói gắn cái đó tốn tiền lắm luôn ấy nha tía. Thì kinh doanh thì cũng phải đầu tư chứ con. Chứ nóng nực gì sao khách hứa ta chịu nổi. Dạ đúng rồi đó tía. Tía gắn liền luôn đi tía. Chứ để không thôi họ con chết khô trong mùa nóng này luôn á. Vậy tía định gắn thiệt không tía? Suy nghĩ coi, cái nào có lợi thì làm. Chứ để mùa nắng nóng này sao chịu nổi. Dạ. Nắng kiểu này đó, làm tóc tàn đó, dính cái lưỡi vô tủ lạnh nhớ không? Cái này mà dính, tao nói lấy cái dao cắt ngang luôn đó. Dạ, đầu ngu. Tía, vậy tía quyết định gắn thiệt hả tía? Quyết luôn. Yeah. Tôi tắm cho dữ vô có giờ ho bệnh rồi đó thấy không? Trời nóng nực muốn chết, điện người bà rút ra hết không có cái quạt nào hết, không tắm sao chịu nổi. Nói vậy cãi lời tôi là thế nào cũng bệnh à. Uống thuốc đi. Đang nhức đầu đang sổ mũi đang ho nhức đầu muốn chết bà đứng rồi lại nhảy lỗ tai. Ủa chứ tôi nói không phải à, nói là cãi. Uống hết luôn đi, bỏ uổng. Rồi giờ tắm nữa không? Pha nước cho tắm ha. Ừ quên, pha làm chi, tắm nước lạnh mát. Mệt bà quá. Lãi nhảy hoài. Mấy nhỏ đâu rồi? Rồi mấy nhỏ làm chi? Nằm kia kìa. Đứa nằm ngủ, đứa ngồi coi tivi kìa. Mấy đứa nhỏ giờ nó sung sướng trở lại rồi ha. Thì giờ á, nhà mình gắn điện năng lượng mặt trời rồi, đâu tốn tiền điện nhiêu nữa đâu, cho con nó xài thoải mái. Giờ ông nằm quạt không? Mở quạt cho ông hen. Mà muốn giết tôi hả? Đang bệnh, đang ho. Quạt lên cho nó nhập gió vô phổi, lên cho chết sớm hả? Hả? Tâm mưu trạo phản hay gì? Giết chồng hả?